Thưa bà con và các bạn, nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa là mô hình nuôi mới, đã được nhiều người nuôi áp dụng và thành công. Đặc biệt giải quyết được tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Tuy nhiên, để thành công với mô hình này, đòi hỏi người nuôi phải am hiểu và tuân thủ các kỹ thuật thiết kế, cải tạo ruộng nuôi, chọn giống và chăm sóc. Để giúp bà con nắm bắt được các biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất tôm càng xanh trên ruộng lúa, chuyên mục khuyến nông kỳ này mời bà con và các bạn theo dõi nội dung cuộc tọa đàm giữa cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu và cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Hồng Dân với một số bà con nông dân ấp Kinh Sáng, thị trấn Ngàn Dừa, huyện Hồng Dân. Thưa bà con và các bạn, thực hiện cái chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển những cái vùng trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm, thì thời gian vừa qua thì tỉnh Bạc Liêu đã hình thành nên hai cái vùng sản xuất rõ rệt, tức là cái vùng phía Nam Quốc lộ 1A là cái vùng chuyên nuôi trồng thủy sản, vì cái vùng này là cái vùng sát biển. Thì thời gian qua ở trên vùng này đã hình thành được một số cái mô hình về nuôi trồng thủy sản, như là mô hình nuôi quảng canh cải tiến, thì nuôi siêu thâm canh. Còn đối với vùng phía Bắc Quốc lộ 1A ấy, thì cũng đã hình thành nên các cái vùng sản xuất chuyên lúa, và đặc biệt đấy là cái mô hình sản xuất kết hợp lúa tôm. Thì trong cái mô hình kết hợp sản xuất lúa tôm thì có cái mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa, thì đây là một trong mô hình bước đầu đã đem lại hiệu quả tương đối rất cao, để mà giúp cho bà con nông dân có những cái kiến thức về kỹ thuật trong quá trình mà chăm sóc nuôi tôm càng xanh như thế nào. Thì hôm nay Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Đài Truyền hình Bạc Liêu tổ chức một cái buổi tọa đàm đầu bờ tại thị trấn Ngàn Dừa của huyện Hồng Dân. Và tham gia cái chương trình hôm nay thì có thạc sĩ là Dương Minh Thùy, là cán bộ khuyến nông của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu. Và người thứ hai là thạc sĩ là Trương Chí Linh, là cán bộ khuyến nông của huyện Hồng Dân, cùng với một số bà con ở ấp Kinh Sáng của thị trấn Ngàn Dừa cùng tham gia cái buổi tọa đàm hôm nay. Thì trước tiên thì xin chân thành cảm ơn hai thạc sĩ cũng như là bà con nông dân đã tranh thủ thời gian để cùng chúng tôi tham gia cái buổi tọa đàm hôm nay. Trước khi mà bà con cùng với các cái thạc sĩ trao đổi về cái kỹ thuật nuôi tôm càng xanh như thế nào để đạt năng suất cao, thì xin mời thạc sĩ là Trương Chí Linh, cán bộ khuyến nông của huyện Hồng Dân, cho biết khái quát về cái tình hình mà mình đã tổ chức nuôi tôm càng xanh trên địa bàn của huyện Hồng Dân trong thời gian qua, thì mình đã tổ chức nuôi như thế nào. Mô hình nuôi tôm càng xanh trên địa bàn huyện Hồng Dân, bà con bắt đầu nuôi là phổ biến là năm 2008. Tuy nhiên kéo dài đến năm 2013 thì có một số chương trình trình diễn của huyện kết hợp với Đại Hồng Thơ làm xen với mô hình lúa. Nói chung là mô hình xen với lúa hiệu quả cũng chưa cao, bình quân 1 hectare là trên 100 kg. Đến năm khoảng 2015, bà con trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A bắt đầu phát triển mô hình tôm xanh theo có hướng thâm canh. Thì đến thời điểm năm 2018, diện tích nuôi tôm càng trên toàn huyện là khoảng trên 10 hectare. Đặc biệt là trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A có khoảng trên 2.000 hectare. Bà con theo hướng có hướng thâm canh, mật độ nuôi là trên 10 con mét vuông. Năng suất là bình quân khoảng 1 tấn hecta. Còn các xã còn lại mô hình tôm xanh sang lúa thì khoảng trên 7.000 hecta. Năng suất bình quân là khoảng 120-130 kg trên ha. Tuy nhiên trong quá trình nuôi thì một số mô hình tôm xanh sang với lúa nó gặp trở ngại là cái mực nước trong ao nuôi thấp, làm cho con tôm chậm lớn. Thứ hai là tỷ lệ sống còn mô hình tôm xanh còn chưa cao. Để nâng cao hiệu quả mô hình tôm xanh này thì cần tổ chức một số lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ thuật tôm xanh cho bò con nắm rõ, để nâng cao tỷ sống và hạn chế cái rủi ro trong mô hình nuôi. Xin cảm ơn những thông tin vừa rồi của thạc sĩ Trương Chí Linh. Thưa bà con, qua cái thông tin vừa rồi của thạc sĩ Trương Chí Linh thì bà con có muốn trao đổi về cái kỹ thuật là như thế nào để nuôi tôm càng xanh hiệu quả, thì bà con sẽ đặt câu hỏi trực tiếp với các diễn giả để các diễn giả sẽ trả lời với bà con trong buổi tọa đàm hôm nay. Xin mời bà con. Thưa diễn giả, cho tôi xin hỏi thời điểm nào là chọn nuôi tôm càng xanh là thích hợp nhất? Cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thật ra câu hỏi này thì cũng nhiều bà con cũng quan tâm. Thì anh cũng biết thì nãy chỗ anh Linh cũng có trao đổi về cái nuôi tôm xanh hiện nay. Thì hiện giờ thì bà con trong tỉnh nuôi chủ yếu là hai hình thức, là một là chuyên tôm, hai là kết hợp với ruộng lúa. Thì trong cái chuyên tôm thì bà con có thể là thả quanh năm,
do cái điều kiện ở đây nó phù hợp là độ mặn thấp. Nhưng mà tôi xin khuyến cáo là bà con nếu như ở nơi nào mà độ mặn khi xuống ở dưới 10 phần ngàn thì bà con sẽ tiến hành thả tôm xanh để đảm bảo là khi nuôi á, thì cái thời gian nó dài phải từ 5 đến 6 tháng để mới có thể thu hoạch được. Lúc đó tôm nó kích cỡ lớn, bán được giá. Và bà con làm sao để thiết kế được cái ao dèo để mình thả trước trong cái thời điểm là có nước độ mặn nó thấp để mình sẽ kéo dài cái thời gian giống như khi mình nuôi ở ruộng lúa thì mình sẽ kéo cái thời gian nó ra để nuôi cho nó thời gian nó dài để tôm nó lớn. Thứ hai là hiện giờ khó nhất á, là bà con sao tính toán được cái cách nào để nuôi xen vụ với các đơn vị khác giống như ở bên Phước Long, Hồng Vân, Giá Gai, chủ yếu là Phước Long với Giá Gai thì người ta sẽ nuôi theo hình thức tôm lúa nhiều. Thì lúc đó là khi độ mặn thấp người ta sẽ thả tôm thì tôm nó sẽ tập trung giai đoạn đó. Thì khi mà khi thu hoạch á, thì nó thu hoạch gỗ thì lúc đó thì giá nó sẽ thấp. Thì bên đây nếu mà ở Hồng Vân chúng ta sẽ áp dụng được là khi nào mà điều kiện nước nuôi đầy đủ, độ mặn dưới 10 phần ngàn thì chúng ta có thể thả và mình né vụ bên kia thì cái hiệu quả cao hơn. Thưa nhân giả, cho tôi xin hỏi địa bàn tỉnh Bạc Liêu mình có tôm giống càng xanh nào tốt nhất để tôi để theo dõi mình thả cái giống đó cho nó hiệu quả? Thì cũng thông tin cho anh được biết á, thì hiện giờ trên thị trường Bạc Liêu á, thì cái tôm xanh chủ yếu là có hai nguồn, thứ nhất là sản xuất tại địa phương, thứ hai là nhập. Nhưng mà cũng thông báo cho anh biết là hiện giờ á, thì các trại sản xuất tôm xanh trên địa bàn tỉnh cũng còn rất ít. Thì cái lượng tôm á, hiện giờ là không đủ cung cấp cho bà người nuôi. Thì đa số hiện giờ á, là phải nhập từ ở các tỉnh lân cận cũng như ở nước ngoài, giống như tôm Thái Lan. Thì cũng báo cho anh biết á, thì trong thời gian qua thì Trung tâm Khuyến Nông á, cũng đã cố gắng đã sản xuất thực nghiệm. Hiện nay thì ở trại thực nghiệm ở trung tâm đã sản xuất được cái tôm càng xanh. Thì cũng báo cho anh thì để cho bà con nắm thì hiện giờ thì trên thị trường chủ yếu là hai loại tôm xanh chủ yếu. Thứ nhất là tôm càng xanh thường thì tỷ lệ được cái là 5 năm. Thứ hai là tôm càng xanh toàn đực. Thì hiện nay cái hiệu quả của tôm càng xanh toàn đực thì đã được khẳng định. Chúng tôi đã làm nhiều mô hình thì hiện nay thì đã được khẳng định là hiệu quả rất cao. Thứ nhất là tôm nó lớn nhanh, thứ hai là nó sẽ đạt đầu con, thứ ba là cái khi mà bán thì cái giá nó cao hơn. Thì hiện giờ thì nếu mà được thì anh nên chọn cái giống tôm càng xanh toàn đực để về thả nuôi. Thì cũng báo cho anh biết thì cái chọn giống thì hiện giờ thực ra thì nói thì chủ yếu là bà con mình chọn những cơ sở uy tín. Và về mặt cảm quan thì chúng ta nên là chọn tôm là làm sao đừng có bị bệnh, giống như là nguy hiểm nhất là cái bệnh đục thân. Còn các bệnh khác thì cũng hiện giờ thì cũng chưa có xét nghiệm được. Thì báo cho anh như vậy. Kính thưa diễn giả, cho tôi xin hỏi cái cách mà mình nuôi tôm càng xanh trên địa bàn Bạc Liêu á, là nó chậm lớn rồi nó chuyển ra càng xào là như thế nào cho tôi biết? Như hồi nãy tôi có trình bày á, là cái trở ngại trong cái mô hình tôm xanh trên địa bàn huyện Hồng Vân á. Hiện nay thì số anh em mà nuôi mô hình chừng 4-5 năm á, thì có kinh nghiệm rất là tốt. Nhưng số bà con mới chuyển sang mô hình nuôi á, thì chưa có nắm rõ gỗ quy trình á, thì số gặp trở ngại gì. Con tôm càng xanh yêu cầu của nó là môi trường nước phải tương đối cao. Cái thứ hai nữa là thức ăn phải đầy đủ. Thông thường những cái vuông nuôi á, mà đặc biệt là mô hình tôm lúa, những vuông nuôi mà nước cạn là con tôm càng xanh nó rất là nhanh thành thục. Tại vì con tôm càng xanh nó sống, cái tính thành thục nó là theo cái nhiệt độ của môi trường. Những cái vuông mà nước thấp và nhiệt độ môi trường cao thì cái sai nó chưa có lớn thì nó đã chuyển thành thục. Cái thứ hai nữa là đặc biệt một số mô hình mà bà con không có cho ăn. Con tôm xanh mà bà con không cho ăn nó rất là nhanh lên càng dây. Nó chậm lột xác. Do nó cái mô hình nuôi con tôm mà bị càng dây chậm lớn là thường thường có hai yếu tố. Một là mô hình nuôi nước cạn. Thứ hai nữa là thiếu dinh dưỡng. Để khắc phục trường hợp này thì cái thiết kế ao nuôi tôm xanh đó là yêu cầu bà con phải đưa cái công trình cho nó lớn chút, giữ một nước trên chảng sao mà trên khoảng 6 tấc 7 tấc trên chảng là rất là tốt. Cái thứ hai nữa là phải bổ sung thức ăn thì hiệu quả mới cao được và năng suất mới nâng lên được. Dạ xin diễn giả cho em hỏi cách nào nuôi tôm cho tôm mà đạt đầu con mau lớn và tỷ lệ cao. Thì để tăng tỷ lệ sống lên hiện nay thì cái cách tốt nhất chúng ta là sẽ xây dựng ao dèo chiếm diện tích khoảng 10% để mình ươm trước. Nhưng mà trong khi đó thì quá trình cải tạo chúng ta phải diệt tạp cho kỹ, hay là phải có bào bao vững chắc.
thứ ba phải có giăng lưới ở gèo lưới xung quanh cũng như là tạo giá thể chuồng trống để tôm nó có chỗ trú ẩn thì hạn chế ăn nhau. Và cái khi đó thì chúng ta phải áp dụng biện pháp là cho ăn. Thì thức ăn hiện giờ thì các loại thức ăn tôm thẻ hoặc tôm sú trên thị trường thì có thể áp dụng được. Thì sau thời gian nuôi khoảng gần 2 tháng thì chúng ta sẽ tiến hành sang ga. Thì hiện giờ cái kỹ thuật mà áp dụng tốt nhất là bà con khi sang chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật bẻ càng. Thì trong cái quy trình thì cũng có thể là bẻ từ 1 đến 2 giai đoạn tùy theo điều kiện. Nhưng mà tốt nhất thì hiện giờ điều kiện của bà con thì nên bẻ càng một giai đoạn. Đem nó mình trước khi sang mình bẻ càng hết để chuyển ra bên kia. Thì cái kỹ thuật bẻ càng này đã áp dụng ở nhiều nơi. Thì tỷ lệ sống nó cũng rất cao và tôm mau lớn. Thì bà con cứ đừng có ngại áp dụng. Còn kỹ thuật có khó khăn như thế nào thì với hai kỹ thuật mà chúng ta muốn áp dụng để cho nó tăng cái tỷ lệ sống mà tôm bẻ càng nó không bị hao hụt á, thì có thể là liên hệ với trung tâm khuyến nông, cán bộ kỹ thuật người ta sẽ hướng dẫn, hoặc là các trung tâm kỹ thuật nông nghiệp của huyện để hướng dẫn cho bà con. Và một cách nữa, khi sang ga gọi thì bà con cố gắng là phải tăng cái mực nước lên. Thứ hai là định kỳ thay nước. Thứ ba là sử dụng cái vi sinh để cái phân hủy cái môi trường đáy ao, làm cái môi trường ao nó sạch hơn để tôm nó mau phát triển, nó nhanh lớn. Và trong khi đó thì giai đoạn sau thì khi mà tôm đạt đầu cô chúng ta phải cho ăn. Thì thức ăn hiện giờ có thể là thức ăn ở tại địa phương, các phụ phẩm giống như là ốc hoặc là cá tạp hoặc là các loại như khoai củ thì nó cũng ăn được. Hoặc là có một số bà con đã áp dụng là đi lúa, bà con sẽ luộc và trộn với thức ăn để cho ăn. Thì cái cách đó cũng rất tốt. Nhưng mà lưu ý bà con, đặc biệt là bà con phải định kỳ thay nước, giúp tôm nó sẽ mau lớn hơn. Xin hết. Thưa vị khán giả, cho tôi được hỏi cách nuôi tôm càng xanh dưới môi trường, cách nào mà nó tốt nhất để cho tôm càng xanh sống và khỏe mạnh và mau lớn. Thì câu hỏi của ông Quang thì nhiều bà con nuôi tôm càng xanh cũng rất là quan tâm. Con tôm càng xanh như bà con đã biết thì con tôm càng xanh là chủ yếu là nó sống trong môi trường nước ngọt và lợ. Thì độ mặn thích hợp cho con tôm càng xanh phát triển là tốt nhất là dưới 10, mà thông thường là từ 0 tới 5 là tốt nhất. Cái pH thích hợp cho con tôm xanh giống như sú với thẻ, khoảng 7.5 tới 8.5. Một cái bà con nên cần rất quan tâm là cái độ kiềm. Thông thường tôm xanh là bà con nuôi trong môi trường nước ngọt, mà môi trường nước ngọt thì độ kiềm tương đối thấp. Tôm xanh là loài tôm lột xác để tăng trưởng, mà cái tập tính của con tôm xanh là ăn nhau rất là mạnh. Mà cái đối những vùng nuôi mà độ môi trường kiềm mà nó thấp thì con tôm lột xác chậm cứng vỏ. Do nó quá trình lột xác nó ăn nhau, tỷ lệ sống nó hao hụt dần dần. Để kiểm soát cái tỷ lệ sống cao là bà con nên bổ sung khoáng vô định kỳ để nâng cái độ kiềm. Độ kiềm thích hợp tốt là phải trên 50 cho tới 100 thì tôm xanh nó phát triển mới tốt. Thưa bà con, mặc dù là khoảng thời gian không nhiều, thế nhưng mà các cái diễn giả cũng đã trả lời những thắc mắc bà con xung quanh là làm như thế nào để nuôi tôm càng xanh đạt hiệu quả cao nhất. Những vấn đề bà con mà còn thắc mắc về xung quanh cái chủ đề này ấy, thì bà con có thể là liên hệ trực tiếp với lại thạc sĩ Dương Minh Thùy của Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu, cũng như là thạc sĩ Trương Chí Linh, cán bộ kỹ thuật của khuyến nông của huyện Hồng Dân, để các cái diễn giả này sẽ trả lời trực tiếp bà con xoay quanh cái việc mà làm như thế nào để mà nuôi tôm càng xanh đạt hiệu quả cao nhất. Cuối cùng thì một lần nữa xin cảm ơn anh Linh cũng như là anh Thùy cùng các bà con nông dân ở ấp Kênh Sáng, thị trấn Ngân Dừa đã dành thời gian cho cái buổi trao đổi và cũng như là tọa đàm ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn bà con. Thưa bà con và các bạn, bà con và các bạn vừa theo dõi nội dung cuộc tọa đàm giữa cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu và cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Hồng Dân với một số bà con nông dân ấp Kinh Sáng, thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân về các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất tôm càng xanh trên ruộng lúa. Chương mục khuyến nông kỳ này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào bà con và các bạn.